chân lên, hai tay vươn dài chắp tay lại, hít sâu, thở cầm chân, hít đẩy gót chân về đằng trước, vươn cái ngực, hõm bụng lại, rồi hít sâu từ từ thả bụng xuống, mềm người ra, thở hết đi. Hít sâu ngóc đầu lên, tấm ván ngược, ấn mũi chân xuống, rút bụng lại, thở hết ra. Hít sâu hạ chân xuống, thở, mở rộng chân nè. Hai tay lên, vươn dài, ba vòng, tập cổ tay, hít sâu, thở ra. Hít hai, siết chặt cẳng tay vào, thở ra. Hít ba lên, thở ra, tay về đằng trước, hít. Thở ra, hít hai, thở ra, hít ba, thở ra. Rồi mình về em bé, hít sâu lên, thở ra về em bé. Cả lớp từ từ lên cái bàn, hít sâu, thở chân mở rộng bằng hông, mình chống bàn chân lên, xoay ngược cái cổ tay trở lại, ba vòng, hít sâu vươn cằm lên, thở kéo người ra đằng sau, cảm nhận căng cổ tay, nhìn giữa hai chân, hít hai vươn cằm lên, không nhấn thắt lưng nhé, cứ vươn dài cái đốt sống cổ, thở ra thật chậm, rút bụng lại. Hít ba lên, thở ra rút bụng lại, cảm nhận cổ tay, rồi hít vươn cằm lên, thở về cái bàn, ngược tay lại, lớp xòe rộng năm đầu ngón tay nhé, trụm chân, duỗi mũi chân, hít sâu đưa thẳng chân phải ra, mắt nhìn đằng trước, thở từ từ nâng đầu gối, vươn cằm. Ba vòng, hít sâu rút đầu gối chạm mũi, duỗi mũi chân lên nhá, thở hết ra đi. Mình dồn trọng tâm vào đầu gối này, ba vòng hít nâng đầu gối lên, hướng sự tập trung vào cái đầu gối ấy. Thở rút bụng lại, kéo đầu gối vào. Hít hai nâng đầu gối lên, thở ra rút bụng lại. Hít ba lên, thở ra hết. Hít thẳng chân ra, thở bước nhẹ nhàng vào cạnh tay phải, rồi mình bước cái tay phải lên trên phía mũi chân nhé. Ba vòng tấn hông vươn cằm, thở móc gót chân trước cúi xuống, thở hết ra, cảm nhận căng ở chân phải. Hít hai vươn cằm tấn hông, cảm nhận căng khớp háng nhé, thở ra móc gót chân, cảm nhận căng mặt sau của chân trái, chân phải. Hít ba vươn cằm, kéo dài cái người ra, thở ra thật hết, rút bụng lại, rồi hít về giữa, thở bước nhẹ nhàng sang bên trái, rồi mình chắp tay lại, hơi mở cái bàn chân ra một chút, kéo cái bàn tay xuống dưới thì mình cảm nhận căng hơn ở cái khớp hông á. Hít sâu đặt xuống, đẩy thẳng chân lên, hai bàn chân thẳng hàng, ba vòng nhá, đặt tay lên trên đầu gối, ngóc đầu lên, vươn cằm, hít sâu. Chị Ngào thẳng tay đi, thở hai tay cầm cổ chân, cúi xuống, thở hết. Hít hai vươn cằm, thở ra thật chậm. Hít ba vươn lên, thở ra thật hết. Rồi hơi tách bàn chân ra lại, ngồi xuống chắp tay vào. Hít sâu cả lớp, chống tay xuống. Thở bước chân phải ra sau tấm ván, siết chặt mông chặt đùi, thở hết ra.
Con rắn trườn người về đằng trước, hít sâu hạ hông, kéo ngược lên, vươn cằm khóc bụng lại, thở hết ra. Hít sâu chống chân ép gót, tay nhọn khóc bụng lại. Hít sâu thả đầu gối, thả ngực, thả cằm, giữ ở đây thở. Hít sâu duỗi mũi chân trườn lên con rắn hổ mang, hóp bụng vào, thở hết ra. Ở hít sâu về cái bàn, thở mở hai đầu gối ra. Con sâu bước dài tay bước về đằng trước, kéo ngực cằm chạm, giữ thở. Thở lòng vai thôi nhé, mình cảm nhận độ cao ở đốt sống nhé. Tay lên, thu khuỷu tay buông góc. Ai cảm thấy khó thì nắm cái tay vào, siết cẳng chân, giữ thở. Đúng rồi, siết chặt bụng vào. Hít sâu đẩy mông lên, thở ra, mắt nhìn ngón chân. Hít xuống nhìn ngón tay, siết bụng lại. Thở nhìn ngón chân. Hít nhìn ngón tay. Thở ra. Ở cái lớp đan tay vào nhau, đi bộ về, nhét cái đầu vào đấy. Đi bộ về, đứng yên ổn định hơi thở đi đã, nhét đầu xuống cái chuối ấy. Hít sâu từ từ đưa chân phải lên nhưng không xoay hông. Đấy, nhìn thấy em ở trong gương ở dưới lớp ấy. Rồi thả chân xuống, thở ra. Hít sâu đưa chân trái lên, không xoay hông. Đúng rồi. Hít sâu hạ chân xuống, thở. Hít về em bé. Hai tay xuôi theo người, thở đi, mềm người ra. Hít sâu lên kim cương, thả lỏng thở ra. Hít sâu trượt dài em bé, thở hết. Hít sâu lên cái bàn, thở duỗi chân trái ra, đổ chân ra. Chị Loan đang bị với động tác quá, cái tay nó không vuông góc với vai. Hít sâu nâng đầu gối lên, thở rút bụng lại. Ba vòng hít nâng lên, thở ra rút bụng lại. Hít ba lên, thở rút bụng lại. Hít thẳng chân, thở bước sang cạnh bên trái. Rồi mình bước tay lên trên một chút nhé. Hạ hông vươn cằm, hít sâu. Thở móc gót chân này, chống gót chân này cúi xuống, cảm nhận độ căng ở chân trái. Hít hai, kéo ngực vươn cằm. Thở ra rút bụng lại. Hít ba lên, thở ra thật hết. Hít về giữa, thở bước nhẹ nhàng chân phải. Rồi chắp tay lại, lại kéo cái khuỷu tay vuông góc, thả lỏng ra. Rồi hít sâu, đặt chân lên, cái lớp khoanh tay vào, kéo cái bụng xuống đất, rồi kéo cái bụng vào đùi, lắc nhẹ cái cổ sang hai bên. Cấp độ cao đẩy nhọn mông lên ấy, cảm nhận căng hơn ở hai đùi sau. Hai tay vòng sau lưng, kéo cao tay về phía đầu. Cấp độ cao ép hai cái cổ tay vào nhau nhé, thả lỏng vai đi. Hết sâu hai tay chống hông, ngóc đầu lên bằng trán thật chậm. Lên thẳng người lên, ép mông thả lỏng vai. Ngả sau xoay vai, đẩy lồng ngực, đẩy mông đẩy đùi, thả lỏng cổ giữ thở.
Hít về hóp bụng góc vuông, giữ thở, rút cái bụng lại, mắt nhìn xuống thảm. Hít sâu, hai tay sang ngang. Thở, hai tay thẳng mang tay. Rút bụng lại. Hít sâu, hai tay cầm cổ chân, hướng đỉnh đầu xuống đất. Thả lỏng, thở hết. Hít sâu, buông thõng tay, kéo lên thật chậm. Cảm nhận từng đốt sống lưng một. Tư thế này giúp tuần hoàn cột sống, chống lại bệnh gai đồi. Hít hai tay lên vươn ra. Nhún, nhảy, thở. Ở cả lớp bước về đầu thảm đi. Đứng ép chặt cái mông vào nhá. Rồi hai tay lên vươn dài, hít sâu. Thở về cái kìm. Hít chống tay ngóc đầu. Thở bước chân phải tấm ván. Tiếp tục chân trái, siết chặt mông chặt đùi, thở. Vòng này kê, ai không kê được thì về con rắn nhé. Trườn người về trước, hít sâu, ép cổ trỏ vào, thở hết ra. Hít trườn lên, rắn hậu mạc, hóp bụng lại, thở hết. Hít chống chân, ép tót, chữ V ngược. Ép sâu, thở hết. Tư thế này giúp toàn thân duỗi dài, tiết kiệm sinh lực, hồi phục năng lượng, chỉnh sửa cột sống, giảm đau lưng và đau vai gáy. Hãy dồn trọng lực về gót chân, điểm nhìn ngón chân cái. Tiếp tục chân phải lên, hít sâu, bước về giữa hai tay ngóc ngược lên. Thở bước chân trái về, ép sâu thở hết. Hít hai tay lên vươn dài, siết chặt mông chặt đùi. Thở kéo xuống. Hít lên. Thở về cái kìm, hóp bụng lại. Hít chống tay ngóc đầu. Thở bước chân trái tấm ván. Tiếp tục chân phải, siết chặt mông chặt đùi, thở hết. Dồn người về đằng trước, hít sâu, ép cùi chỏ khe thở. Hít trườn lên, rắn hổ mạc, hóp bụng lại, thở hết. Hít sâu, chống chân, ép gót. Đẩy nhọn mông lên nhé. Dồn lực về phía gót chân và mông thì nó không bị chịu áp lực ở bàn tay. Áp lòng bàn tay xuống đất. Thở đều đi, thả lỏng vai ra. Hít sâu chân trái lên. Bước về giữa hai tay. Thở bước chân phải về. Bài này nó hơi nâng cao nên các bác nào mệt quá cứ nghỉ cho em nhé. Hai tay lên vươn dài. Siết chặt mông chặt đùi. Tư thế này giúp thông tắc dây thần kinh cột sống. Thở kéo tay xuống. Khỏe dây thần kinh bụng. Chống lại bệnh vô